Hòa Đạo xin chào cả nhà. Dạ đây nè cả nhà. Wow, coi kìa, xà lách hôm nay phát triển rất là tốt luôn nè. Cái này giờ thu hoạch vô ăn bánh xèo đã ha. Nồng chèo. Hả? Nồng chèo luôn á. Từ trong luôn. Sạch sẽ không có cái gì luôn các bạn. Không một lỗ gì hết. Bây giờ ha, có ba loại nè cả nhà. Cái xà lách này, xà lách xanh nhúng này, rồi xà lách búp kia, mà hôm nay sao cái đó nói xà lách búp mà sao nó em thấy nó nở quá anh ha. Cái này là chắc không phải là xà lách búp rồi các bạn ơi. Mà cái loại này em mới thấy luôn á. Wow, cái bông màu tím kìa, hôm nay coi nó bung xòe luôn kìa. Bông màu tím chắc đem vô chưng được ha. Hả? Chưng khỏi ăn. Chưng thôi khỏi ăn hả? Ừ. Không mà nhìn đẹp lắm chứ hộ cả nhà. Nhìn giống hả? Giống hoa quá. Bông xà lách. Nhảy okay, vô. Trời ơi. Dạ. Dạ nhảy vô liền. Tại vì mình muốn thu hoạch một ít xà lách hôm nay sẵn đó là giới thiệu cho cả nhà cái vườn rau thơm của gia đình Đậu luôn nha. Wow, nhổ tận rễ luôn ha. Hả? Ôi trời ơi, coi đã không nè. Ừ. Tại vì cái này á, nó mọc sát ngay cái đường đi á. Lạng em. Ừ. Nó dơ đất không á. À. À, các bạn ơi coi kìa. Không có con sâu gì luôn ha. Wow, nè cả nhà coi nè. Đẹp. Wow. Quá đẹp luôn nè, thấy mê không nè cả nhà. Trộn cái này vô làm cuốn bánh xèo ăn hết ý luôn á anh à. Hả? Anh nghĩ khỏi bánh xèo luôn, ngồi với anh với em đấy, Trang ăn sống luôn, Trang làm nước sốt xong cái Trang lên cái hai này, vợ chồng cắn cái ăn. Này mấy cái lá dưới nó hơi bị già hết ha, mỗi lần thu hoạch xong cái bắt đầu mình làm xong vậy á cả nhà, rồi mình đem ra ngoài cái đống phân ở ngoài mình làm phân hữu cơ cũng được nữa, cái này chút mình đem ra luôn. Wow, tới cái nào mà nó hay dẫm vô cái đường đi nè cả nhà, nè em này nè, em này phải không, em này quậy nhất nè. Mà anh coi nè anh, sao ở đây có cái lá, cái cây này nó nhỏ xíu à? Hay là chỗ giờ đó mình... là nó bị che nắng đó các bạn. Hay là giờ anh muốn thu hoạch cái này không? Làm cái này cho cái này nó phát lên. Cái này là tại cái mấy cái cây này nó che nắng á. Cái cây này nè, thấy không? Ờ. Chứ không phải là... Thôi vậy giờ em lấy cái to nhất nha. Ừ. Đúng rồi, em này đẹp nhất. Ôi ôi. Ôi ôi. Quá trời coi đã không này cả nhà ơi, không có sâu một miếng nào luôn nha. Từ trong. Cái này là hai vợ chồng mình trồng rau là trồng rau sạch nha các bạn. Không có thuốc men mà không có bón phân khoa học. Dạ. Chỉ là phân tự nhiên thôi. Cái này phân tự nhiên với lại tụi mình tưới nước thôi cả nhà. Không phải nói là không có bón phân gì hết luôn. Với lại rất là nhiều tình cảm yêu thương của vợ Đậu trong đây nữa. Wow. Năm nay mà thấy trồng rau cải đồ này kia cái gì cũng tươi tốt, mình cũng có động lực mình để mình trồng rau thêm á cả nhà, thiệt á. Em biết sao năm nay em trồng nó đỡ hơn mấy năm trước không? Hả? Sao? Tại năm nay em rảnh, em có nhiều thời gian. Ủa, em cũng định nói vậy đó. Chứ thường thì hai vợ chồng mình sang kẻ đi làm các bạn, cho nên mình chăm cái vườn thì lớn, mình chăm sóc thì nó không có đầy đủ. Dạ thiệt á, mấy năm trước là tụi mình chăm không có xuể đâu cả nhà, tại vì mình đi làm tới khuya, tối mình mới về lận, tới khuya luôn á, nhiều khi tới 1-2 giờ sáng mình mới được ngủ lận. Bây giờ cái dao bên đây nè, em cần dao không? Yes, phải cần chứ. Dạ. Anh thấy trong cái đám này anh thấy cái em này là lớn nhất nè. Cái em nào? Đây nè, thấy không? Cái trong đây hả? Ừ. Cái này phải không? Ờ. Ok. Ra dáng rồi nha. Dạ. Nếu vậy thì em lấy cái này nha. Ờ. Lấy cái này để cho mấy cái kia nó nở ra nữa. Quá đẹp á. Cái này anh nghĩ là vô là ăn sống là ngon em ơi. Anh đậu chỉ cái này nó ra dáng đẹp. Phải cắt cho anh liền. Wow. Trời. Đẹp quá luôn, coi kìa cái màu em ơi. Ồ, các bạn ơi nhìn kìa. Em nhìn em mê á. Cái này thì cái này để chưng chứ không phải để ăn đâu. Hả? Cái này để chưng không ăn đâu. Mà mấy lần trước mình đâu có trồng được cái loại tím này đâu anh. Hả? Cái lá, cái lá rất là xum xê, rất là non, rất là láng luôn em. Dạ. Quá đẹp luôn á. Trời ơi. Bóng à. Có cảm giác nào mà thích
Trời ơi, mà giờ thu hoạch ngồi cái cảm giác mà được thu hoạch có nó sướng gì đâu luôn cả nhà. mình trồng rau là cái sướng nhất là cái lúc này đó các bạn. Dạ. Tự nhiên là mình giờ là tôi dạng như được hưởng thành quả đó nha cả nhà nha. Cuối cùng mình trồng mà mình nghĩ tới cái khúc này thôi. Không nghĩ tới khúc nào á. Và đang mơ mộng. Wow, thấy mê quá. Trời, cái này vô ăn đã luôn á anh à. Nghĩ như đó đủ rồi. Em thu hoạch nữa. Có nhiêu đây thôi. Không, nhiêu đây thôi à. Bây giờ em thu hoạch mấy cái rau thơm. Bánh xèo thì phải có cái kia nữa chứ. Hả? Cái nào? Cải xanh. Dạ. Thì làm sao thiếu được cải xanh anh? Giờ qua vườn cải xanh. Mấy hôm nay hai vợ chồng mình cứ lo ở ngoài để ở trong. Cứ vòng vòng rồi hôm nay cải xanh nó lên dùng dục luôn cả nhà. Xanh lớn quá rồi. Hả? Lớn quá luôn á. Vẫn còn non nhưng mà lớn rồi. Bây giờ á là ăn bánh xèo ngon rồi các bạn ơi. Biết sao không em? Hả? Cái lá nó vừa lại. Đúng rồi. Cái lá này các bạn. Cái lá này là để mình hái lên cho các bạn coi. Cái lá này là cuốn bánh xèo là được rồi. Nếu mà nhỏ quá thì cuốn không ngon. Cho dù nhỏ ăn ngon thiệt nhưng mà nhỏ quá thì mình cuốn không được. Cái lá này là vừa để vô miếng bánh xèo cuốn luôn nè. Ngon dễ sợ. Cái này mình thu hoạch mấy lần rồi cả nhà ơi. Đó anh qua anh cho các bạn coi cái xà lách son hôm hổm vợ đậu chiết ra nha các bạn. Hôm nay là một tuần này. Dạ một tuần rồi nè cả nhà. Hôm nay hơi khô em. Hả? Hơi khô nhưng mà nó nhảy lên nè. Dạ. Không, tại cái này em quên tưới hồi sáng á. Cái này thì chút xíu mình đổ nước lên các bạn. Chút xíu nữa tưới lên, thường cái này phải cho ẩm ướt nó mới tốt. Nhưng mà hôm nay nó phát triển rất là tốt á cả nhà. Nó bắt đầu như vậy thì nó vượt rất là nhanh các bạn. Wow. Quá trời đã không nè. Giờ vô ăn bánh xèo ghiền luôn á. Mình nghĩ cái này nó giờ nó phát nhanh quá mình. Dạ, ngày mai mình phải ra mình ăn bánh xèo xong á em. Sao làm gì mình nữa? Ra mình chắc mình chơi nó hết luôn quá. Chơi sao? Chơi tiệc cái vườn nó luôn chứ. Hả? Để nó ngoài mốt nó lớn này sao ăn kịp. Ừ. Còn không. Hả? Thì ngày mai vô làm tiệc nó hết đi. Vô chắc anh nghĩ chắc thu hoạch hết quá. Nhưng anh nghĩ nhiều vậy rồi mình làm gì ăn ta? Thì nó còn nhỏ mình ăn ấy, còn mình để lại vài cọng thôi, vài cây thôi. Để cho nó lớn á là mình nấu canh. Tím em nè cả nhà. Hôm nay mình thu hoạch tất cả các loại rau thơm ăn bánh xèo luôn nha cả nhà nha. Đây. Xong được một cái cải xanh này nha. Nhiều đó thấy hả? Hả? Nhiều đó thấy hả? Đủ ăn bánh xèo được rồi. Nhiều lắm á. Em còn... ăn nhiều lắm mà, thường anh thấy em ăn nhiều lắm á. Anh thấy kìa. Còn ba cái bắp xà lách nữa kìa. Thêm đi, thêm cái nữa đi. Tốt à. Cái này là anh đậu chứ không phải là mình đâu. Anh nói mình ăn nhiều chứ mới được. Phải đâu bạn ơi. Vợ đậu nhỏ con vậy nhưng mà ăn dữ lắm á. Nói. Ăn riết cái bụng của nó phì ra luôn á. Phải không á? Má trời thấy cái cọng chứ còn non xèo ha anh ha. Đúng rồi các bạn, cái này còn rất là non nha các bạn. Tại mình vợ đậu trồng chặt quá nó vượt cao thôi. Dạ. Giờ đi thu hoạch cái rau thơm luôn anh. Cái rau này nè anh, rau răm nè. Wow, cái này mình ươm rễ mình cho ra cũng một tháng rồi cả nhà. Rồi bây giờ rau răm nè, hôm nay cũng mạnh lại rồi. Nhưng mà cái rau răm này cả nhà thì thường á, nếu mà nó lên vậy thì mình thu hoạch, mình cắt như vậy mấy cái đọt non nó mới nhảy ra nhiều. Còn nếu mà mình không cắt thì hả mấy cái nhánh nó quằn quại lắm. Nó cứ ngã nghiêng ngã ngửa vậy cả nhà. Cái này nè, cứ em cứ cắt vậy nè. Đó. Rồi, như được rồi, mốt nó nhảy ha. Ừ. Đó, có rau răm nữa nha. Wow, rồi tiếp ở đây nè cả nhà. Cái này là rau húng lủi hả ta? Cái này ở ngoài cũng nhiều lắm các bạn. Dạ, nhiều lắm. Hôm giờ đậu chiết xong cái bỏ vô chậu trong đây nè. Đó, tại vì mình muốn làm nguyên một cái dãy luôn nè. Cái khoe cả nhà nè. Như rau húng lủi nè. Xong rồi rau húng cây nè. Đó, coi nè. Rồi rau diếp cá thì em cho thùng thùng hết luôn. Ở trên kia thì có ngò ôm, ngò rí. Còn ở đây nè thì có ngò gai. Ngò gai chưa phát. Ngò gai chưa phát, tại cái này em ngâm rễ bữa hổm đó rồi em cho vô nè. Rồi trong kia thì rau tí tô.
trong cùng nữa là rau quế. Cái đó thì em mới cho ra thôi à, bởi vì nó chưa có phát. Thu hoạch mấy loại rau này mình ăn bánh xèo cũng ngon lắm rồi đó. Thì cũng tạm được ha, cũng dạ. Tạm được chút xíu rau. Ngon lắm luôn cả nhà ơi, nè, đây nè. Anh thấy mấy cái rau này á, mình trồng vô đất nó nhiều nước chút xíu nó dược ngon ha. Không phải nhiều nước mà nước nó ẩm ẩm. Nó ẩm ẩm. Ừ. Đừng có để nó khô quá các bạn, nếu mà để khô quá xong nó chai lại à. Với lại mấy cái húng lủi này nè cả nhà, mình thu hoạch xong cái nó lên non rất là ngon. Còn nếu mà mình để vậy thì nó cứ nó ăn già không có ngon đâu nha. Đó. Mình thu hoạch vậy hoài thì mốt nó mình ăn á nó lên non hoài luôn á. Trời ơi đã không nè. Đó, em chất lên luôn. Rồi coi nè. Mấy cái loại rau này nè. Ừ. Mình cắt ra xong cái mình lấy cái kéo á. Ừ. Mình cắt mình rải một vòng cái giường á. Ồ, cho nó lên lại á hả? Không, mình rải một vòng cái giường để cho nó trừ mấy con sâu con này nọ đâu đó. Thì cũng được á. Mấy cái loại rau thơm mà nó nồng như này các bạn, mình có thể mình lấy đồ mình cắt mình bầm nó ra, xong mình rải một vòng cái giường. Vậy anh muốn cắt hết luôn? Muốn cắt hết cũng được, em lấy kéo cái mình rải một vòng cái giường nó cũng đỡ. Trời ơi. Anh Đậu này rau thơm giờ mắc lắm á nha. Đâu mình còn một giường ở ngoài sau lưng nữa mà. Rau thơm hiện tại giờ ở ngoài chợ bán mắc lắm luôn cả nhà. Mấy lần trước mình mua hả một nhúm nhiêu đây nè. Nha. Tính ra một nhúm nhiêu đây ở ngoài chợ bán thôi là 2 đô nha cả nhà nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ vào cái mùa dịch á, cái giá nó lại khác nữa. Cái giá nó gần 4 đô một nhúm nhiêu đây. Trời ơi, em nói cái gì nó cũng lên dùng dục hết á. Mà cũng hên á, cũng hên là gia đình mình á là trồng rau, bởi vì hiện giờ là có đầy đủ loại rau thơm luôn. Ở gia đình mình ai cũng trồng ở đó lúc nào cũng vậy. Người này không có cái này thì người kia có cái kia. Mình chạy vòng vòng, mình mỗi lần mình ăn cái gì mình chạy vòng vòng mình thu hoạch. Rồi coi nè, coi rau húng cây kìa. Trời ơi nè, anh coi nó non à. Anh coi nó non chưa, nó không bị cái gì luôn nha, không bị sâu gì hết luôn. Lên rất là tốt luôn cả nhà ơi. Đó. Mà mấy cái loại này đỡ một cái là cả nhà, mình trồng á, khi mà mùa đông nó chết, cái bắt đầu mùa xuân á, trời mát mát là bắt đầu lên lại hết à. Hôm nay tới chiều nha các bạn, cái ở ngoài lộ thì nó hơi một chút xíu nha các bạn. Thì vợ chồng mình ở gần ngay cái góc đường luôn, góc đường này cũng bận lắm. Trời ơi coi đã không nè. Quá trời. Nhìn thấy mê không anh? Rồi rau diếp cá kìa. Rồi tía tô nữa các bạn ơi, quên. Tía tô thì mình trồng năm nào nó cũng lên lại các bạn. Thì mấy cái này thì lên cũng cao rồi, bự ha. Cái này không có, cái này bữa hổm em đi vườn ươm á, do mình mua nhiều quá, mình mua nhiều rau quá, cái người đó cho mình thêm cái cây rau tía tô nè. Tía tô Nhật Bản xanh đó các bạn, là hổm có người tặng cho vợ Đậu. Dạ, tại vì hả, ý là chắc em nghĩ là họ nhìn mặt mình họ thấy quen quá làm sao ha, là vô trong cái vườn ươm á cả nhà, là mua nhiều rau giống quá. Không em ơi, anh nghĩ chắc người ta nhìn em mà thấy em nhỏ xíu. Không? Nhỏ xíu mà người ta tội nghiệp á. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại mình thấy ồ cái này là tí tô Nhật. Ừ. Nói ồ cái này là mình thích lắm, bởi vậy mình lấy về. Mấy cái cây nào mà vợ chồng mình không có hay này nọ mình rất là thích tìm để mà trồng. Dạ, còn mấy cái loại này là Việt Nam anh ha. Đúng rồi. Giống Việt Nam. Còn Việt Nam thường hay ăn cái này. Dạ, còn cái lá này trộn, cái lá này người ta dùng để người ta nướng thịt đó cả nhà. Nướng thịt xong rồi người ta dùng cái lá này ta quấn lên người ta ăn á. Mình trồng mấy cái loại Nhật các bạn, nó lên cái lá nó rất là to. Mình quấn bánh cuốn rồi mình ăn ngon lắm. Thôi nhìn thôi. Em thu hoạch diếp cá nha anh nha. Đây. Quá trời luôn nè. Cái này á là hôm trước cả nhà, là hả mình trồng ở dưới đất á, nó lan nhiều lắm. Mình nó lan đến nỗi mà nhiều khi mình nhổ cái rễ không mình thấy mình sợ á. Nhưng mà bây giờ mình cho vô chậu nè. Hôm nay phát lại rồi. Quá trời. Theo cái kinh nghiệm của hai vợ chồng mình á, thì cái diếp cá thì mình trồng ở ngoài nắng thì nó không có tốt đâu nha các bạn. Đúng rồi.
mình trồng diếp cá mà muốn ngon á thì mình trồng vô mấy cái lùm nào á, mình trộn chung mấy cái cây khác á, mấy cái cây đó nó che nắng, trồng trong mát nha cả nhà. Nhưng mà đặc biệt cả nhà muốn cho nó đừng có lan á thì hãy trồng trong cái chậu, đừng có đục lỗ đó. Tóm lại là như vậy, tại vì cái rau rễ rau diếp cá này nó mạnh lắm, nó mạnh đến nỗi mà mình nó lan hết nguyên cái vườn của mình luôn á. Cho nên mình trồng ở chỗ này thì cũng có hơi nhiều nắng một chút xíu, cho nên cái cây nó hơi hơi chai chai một chút. Dạ. Em nghĩ chắc nhưng mà cũng rất là ngon, cũng còn ngon các bạn. Chắc em nghĩ là do cái lúc đó nó lên non lắm anh. Em nghĩ là em bứng ra đó. Xong rồi em cho vô trong đây nè, giờ nó mới phát lại á. Đây các bạn thấy không? Cái ở dưới là nó đọng nước, nó đọng luôn. Trên diếp cá thì nó cũng cần nước nhiều lắm các bạn. Ờ qua đây nè. Wow. Thơm dễ sợ luôn á anh à. Hả? Wow. Wow, cả nhà ơi. Đúng rồi, cái này thì nó thơm hơn cái loại Việt Nam rất là nhiều các bạn. Mà tóm mã hả, rau thơm ở trong nhà mình trồng á, mình vừa mới hái, mình vừa thu hoạch lên phải nói rất là thơm luôn. Mà khi mà mình vô mình ăn liền cả nhà, ngon lắm, cái vị nó khác biệt lắm luôn. Đúng rồi, rau thơm là không có gì bằng ở nhà mình trồng hết. Các bạn đi ngoài chợ thì mấy cái rau thơm nó lạt lẽo luôn các bạn. Cái mùi vị nó cái cây nó ăn nó không có nồng bằng ha. Đúng rồi anh, tại vì ở ngoài chợ nhiều khi là cái đó là họ xuất khẩu nữa cả nhà. Cái đó là xuất khẩu của mấy nước khác qua đó, bởi vậy nó lâu ngày rồi nó bay mất mùi. Nó bay mất mùi á. Với lại thí dụ đi thì mình đi vô cái mấy cái cũng như rau quế đi. Đi vô mấy cái tiệm phở mình ăn. Mấy cái đó là mấy cái rau quế nó trồng mà nó bỏ cho thức đồ nhiều lắm các bạn. Nó bỏ mấy cái chất khoa học đồ á, phân khoa học á nhiều lắm, nó dược mau lắm. Nhiều khi nó trồng trong nước nữa. Cho nên nó không có đầy đủ cái chất dinh dưỡng đâu á, sinh dưỡng đâu á. Cho nên cái cọng nó ăn rất là lạc lẽo. Mà quế đồ mình trồng ở nhà hay nọ nó thơm dễ sợ luôn. Đúng rồi. Cái gì cũng vậy cả nhà. Thường là hả, mình vừa trồng xong cái mình thu hoạch vô vậy, ăn phải nói là nó ngon hơn nhiều. Và cái vị của nó thì nó tươi và nó thơm nữa. Xong rồi đi vô. Wow, nhìn thấy không cả nhà? Đây nè, trong nhà kính trồng mấy hôm nay rồi giờ ra thu hoạch thành quả của hai vợ chồng. Nhìn rất là mê luôn. Wow, đầy đủ loại rau thơm luôn nha cả nhà nha. Mình vừa mới cắt xong vậy mà nghe cái mùi nó bay lên á, nó thơm á anh. Cái này vô hai vợ chồng ăn không biết hết đồng nổi nữa nè. Dạ, thôi bây giờ hai vợ chồng vô chuẩn bị đổ bánh xèo thôi cả nhà ơi. Giờ nhìn cái mâm rau vậy thôi mà mình thấy hấp dẫn quá đi nè. Mình nhìn rồi giờ không có kìm được nữa. Bây giờ thấy mấy cái mâm rau mà giờ đói bụng luôn rồi. Thôi đi vô nấu ăn đi nha. Thôi cũng rất cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi kênh của vợ chồng mình nha. Nếu cả nhà thích hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ cho vợ chồng mình nữa. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn. Bye bye.